đây là nước kìa. Hôm nay mẹ Thiện nấu bún cho mấy anh em giác vật liệu ăn. Nè, bún mắm cá lóc đồng. Lâu lâu đổi món lại ăn bún lại. Bún này có giá có hẹ đó. Này là cái lóc đồng dẻ ra rồi đó, mẹ dẻ xương rồi đó. Nước mắm ớt. Hết nước rồi sếp. Hôm qua mua mấy trái, hôm qua đâu dám mua cái trái nguyên đâu, lựa mấy trái sâu sâu á, để sâu nó ăn được thì mình mới dám ăn. Bún mắm ăn được không? Ngon nữa. Lâu lâu đổi khẩu vị bữa chứ ăn cơm hoài sao được. Đây, mẹ rửa khoai từ nè, chuẩn bị luộc. Khoai từ nó cũng bằng khoai ngọt luôn rồi trời, bự quá. Ngoài này là mấy con gà ra ruộng quá rồi. Nó nhốt lại, chừng nào cắt lúa xong mới thả ra được. Nhốt lại vậy mà đẻ đừng trứng nữa. Gà trống nó đẻ à sếp? Gà mái đẻ, gà trống nó đẻ. Gà mái nó đẻ. Nhốt mấy gà mà đẻ được 6 hộp rồi.
hình là 7 người đúng không? Mà nó còn dư tới 2 mét rưỡi lận đó. Tính tính ra cắt là mình cắt 1 mét 15 với 2 mét nào. Chị ơi, quýt, quýt 1 ký nhiêu rồi chị? 30, xài 15 hả? Ổi thì 2 ký 15. À. Coi lấy cho 4 ký xài với 3 ký quýt. Xài này giống hạt hả? Hai loại giống hạt hả? Lấy mấy trái vừa vừa nhỏ nhỏ đó chị. Dễ chia à? Dễ chia, tại đông quá. Bự quá khó chia. Người cặp một trái gì à. Đếm thử coi nhiêu người vậy. Đếm coi hết hại nhiêu người. Để cả 4 ký đi. 4 ký chắc cũng chia đủ à. Hả? 4 ký chắc đủ à. Ừ, nhiều trái nè. Rồi, thêm 2 ký quýt nữa đây vậy. Này mua đồ tươi đã không? Dạ. Mấy anh em từ thiện làm cầu. Mua cho mấy anh em.
Là nhiêu tiền chị? 2 kg 60 kg 60 kg 120. Dạ. Ổi không? Không đâu chị ơi. Vậy dễ, dễ ăn ổi mất công tốn muối nữa. Rồi, đổ ha, 120 ha. Rồi ăn xài ăn quýt đi. Rồi ăn trái cây cái đây rồi nghỉ chưa? Rồi làm nữa. Xài cát chu gì nè. Để tăng cường cây giữa vậy. Được. Sao rồi? Khỏi rồi, thấy rồi. Thấy chứ vậy đi. Con lẩm cẩm mà tính là đừng có dư nữa chứ. Dư nữa. Vậy chứ đã rồi có 30 cây là đủ, còn giờ tới 33 cây sao thiếu được. Mình đem lên đem xuống rồi sáng là thêm như một cây nữa mà. Mình đem đi thấy có 6 22 cây à. Đây ngon quá anh. Dạ ngon. Ngon. Lúc đi. Không ai mở bia gì, không ai tiếp luôn á chứ. Không ai rót bia đưa cho ông Đồng Hồ nữa. Vậy chứ còn một chút là sáu thị á. Chơi rồi cũng vậy nữa. Chắc hai cây hai bên. Thì hai cây lên thôi, chỗ chính giữa. Dao này hết biết bự rồi. Biết trái cây mà không thấy cái dao này luôn. Anh cho mỗi đường này về nha, xe dính không được đó. Con sai này ngọt nè. Ừ. Nữa. Mấy cây thẳng ở tỉnh gì lắm. Nó ép khí đá mà cũng ngọt quá ha. Màu đẹp. Khi mà tỉnh. Chủ cây. Ở ông ơi, khâu chuyển ấp là biết hết cái gì. Thank you.
chua là chua đó không? Từ từ thôi. Trời ơi, nắng quá trời ơi. Mạnh lên. Nuôi gì? À, nuôi lại. Nuôi rồi.
Rồi, chị tới luôn. Nè.